Mới đây, thì hãng dược AstraZeneca đã đưa ra tuyên bố nối lại thử nghiệm vaccine Oxford sau khi được cơ quan giám sát an toàn bật đèn xanh. Và trước đó, thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine này đã bị ngừng do một tình nguyện viên phát triển triệu chứng viêm tủy ngang. AstraZeneca mới đây cho biết cơ quan quản lý y tế và thuốc của Anh Quốc, viết tắt là MHRA, đã hoàn thành khâu xét duyệt an toàn, chấp nhận để hãng tái nghiên cứu vaccine. Được biết, hãng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế trên toàn thế giới nhận hướng dẫn về thời điểm có thể tiếp tục các thử nghiệm khác một cách rộng rãi, công bằng và phi lợi nhuận trong đại dịch. Công ty từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết về bệnh nhân người Anh chịu tác dụng phụ của thuốc cũng như thời điểm dự kiến bắt đầu lại các chương trình tiêm thử vaccine trên toàn cầu. Song đại diện một số khu vực thử nghiệm đã đưa ra các bình luận liên quan. Sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, Viện Huyết Thanh Ấn Độ cho biết sẽ tái khởi động thử nghiệm sau khi được thực hiện thông qua sự cho phép của Tổng cục Kiểm soát trong nước. Trong khi đó, cơ quan sức khỏe Brazil Anvisa đang chờ đợi thông báo từ MHRA. Hiện nay, Đại học Liên bang Sao Paulo là nơi thử nghiệm cho 4.600 trong số 5.000 tình nguyện viên. Tất cả đều chưa gặp bất cứ tác dụng phụ nào.